sure to kill them. Trước killing Wargon not feel right. These encampments. There's so many of them. What are they up to? I feel like a practice target out here.
going for the Horde! Hello, the Horde! We're killing the prisoners!
heard the Wargar whispering about it, but couldn't make out what they were saying. Another coin. The temple is close, so hopefully Seraphine is there. Let's just hope she survives. Oh, do we have to? Nowhere to hide. Very nice. With its swords and bows and engines of destruction. There's no sense in fighting. Lay down your arms. I'll fight before you. Tis the end. I was a merchant. I sold weapons to both sides in the Great War between Carlamor and Dyfed. I was just leaving Carlamor, having made a great sale, when I heard the sounds of explosions. I looked to the sky and saw dragons, bound to the will of the King of Dyfed, laying waste to Carlamor. The sky was red with fire. The air reeked of smoke and death. I blessed my luck that I'd left the city in time, until soldiers of Dyfed found me, laden with Carlamorian gold. Đây là một thương nhân bán vũ khí cho hai bên trong cuộc đại chiến ở của Dyfed and Carlamor. Thì lúc mà ông chạy trốn thì ông chạy trốn qua bên Carlamor thì thấy con rồng của vua Dyfed cưỡi, thì bắt đầu thiêu rụi đốt quanh đó. Thì ông cảm thấy mừng vì ông thoát khỏi đó sớm, nhưng mà không ngờ lại gặp quân của Carlamor. Thấy ổng là cầm tiền của bên Dyfed nên là xử ổng luôn. Right then, the temple should be just behind these. Oh! Damn it! Look out! Well, I can't believe I ever doubted you. There it is, the temple. Yes, but I didn't think it would be protected by catapults. Are you kidding? That's the best part. You know how I love things coming up around me. And for once, I'd love to be able to walk in a front door without being shot at. Thằng cá đó thì nói cái đền thề đằng sau thì bom nổ tung, thì
nên nói anh nói đúng đó, đúng là đền thờ sau đó. Chỉ là nó được đổ về bởi cái súng đá mà thôi. Con này nói anh biết là tôi là thích mấy cái đồ loại nặng để phá nổ rồi mà. Thì cả đó nói tôi thì tôi thích bước vào đường đường chính chính bước vào chứ không có thích mấy cái đồ nổ nổ như vậy đâu. Shambles. Couldn't be any worse as far as I was concerned. My wife left me. My own son wouldn't talk to me. I owed a very dangerous man money I didn't have, and I had to live in the shadows in fear of retribution. No, things couldn't be any worse until I was eaten by a walker. I guess the moral is, no matter how bad things are, no matter how much you feel, things couldn't get any lower. You could always end up as lunch to a ghastly underground creature. Người đàn ông này đã từng nghĩ bản thân của họ ổng sống trong địa ngục bởi vì giờ bỏ ổng, con thì không thèm nói chuyện với ổng, suốt ngày thì không có tiền mà sống, thì ổng nghĩ đó là cuộc đời ổng. Nhưng mà sau khi mà ổng bị bắt bởi tội này thì ổng nghĩ rõ ràng là chết chết mà làm thức ăn cái tội này tính ra là còn cực khổ hơn là còn đang như cái hiện tại ổng đang sống nữa. Lift with the legs. Lift with the legs. They want me to know so I can be there when we get there.
death. They want me to know so I can be there when we get there. There. More prisoners. I see. Hurry. Có tù binh kìa, chúng ta phải nhanh lên. Thấy rồi. I think something's jamming the chain. Không có quay được. Có cái thứ gì đó mắc kẹt ở message set rồi. Sự sức to dễ sợ. Sao ngày xưa người ta làm được mấy sức to thế này nhỉ? Dù sao đây là cái game fantasy. Balance carefully to get across here. Trick to it, girl. Let's try to balance evenly. Hmm.
people were supposed to be nimble. Thank you.
Who's there? Another big ass dwarf. Là mỗi cửa có đồng. Devils are up to. Lũ nhưng mà kẻ thù của tôi. Wargar and Minotaur exchanging prisoners for slag. I've seen enough. Có thấy thế là đủ rồi. Chúng trao đổi nhau cái chất đó. Minotaur and Wargar are trading human beings for slag, and you put us right in the middle. Those cows butchered all but a handful of elves, so I'd be very concerned about your own physical body once I find it. Did you know the Minotaur were involved? I had my suspicions, as both beasts are in the thrall of the slag, but I did not want to worry you until I was certain. I prefer worrying over surprises, so go ahead, worry me. As you wish. I strongly suspect that whatever is behind this is nearing its moment, and death is imminent. But try not to worry. I really hate her. Thank you.
quay đoạn hội thoại lúc nãy nha. Mấy đứa này pha than phiền của xem phim á, là con này gầy bẫy tụi này, tụi qua con với tụi nhưng tụi người đầu trâu á, hai bên là đặt con cũng mày xem phim đặt hai tụi này ở giữa hưởng lợi tụi có mấy con mấy đứa, thì cũng mẹ Seraphim á nói là tụi này đừng có lo lắng gì cả đó, mấy cái chuyện này tôi cũng không ngờ cái chuyện đó xảy ra đâu, các người cứ làm việc tiếp đi. Con đi con Elena đi thì hăm dọa là tôi mà tìm được bản thể của cô á tôi sẽ đập cô một trận. Nó mẹ không nói vậy mày bỏ đi thì lúc này con Elena nói với cao đốc là tôi thiệt sự ghét cô ta. Doesn't seem to be entirely stable. That's just the way I like it. I've noticed. Nơi này không có vững, kiểu như không an toàn đâu. Con eo thì nói tôi thích như vậy đó. Tôi biết cô như vậy mà. I was a farmer. I wanted nothing more than to tend my family and my fields. But when Dyfed and Carla Moore fought their great war, everything that stood between them was ground underfoot. My fields were trampled, my family slain, and for what? In the end, both cities were reduced to rubble. Từ rất lâu rồi tôi là một người nông dân. Sống là lo chăm lo gia đình với chăm lo cái ruộng đồng của tôi, thì cái cuộc chiến đại chiến giữa hai vương quốc nổ ra thì mọi thứ bị nói chung là đạp cái chân, đồ ăn thức uống là, nói chung là ruộng đồng cũng là bị cày nát hết luôn.
Down there. They're transporting the prisoners by boat, and I'm sure it's not for a pleasure cruise. The only thing downriver is the city of Lear. They'd never condone this. Worry about that later. We've got company coming up the hill. Then get to the catapults. Let's see how they like it. Bọn chúng đang chuyển thùng tù nhân đến chuyến tàu đó. Xem ra đó không phải là một chuyến tàu vui vẻ gì. Chúng đang tiến đến thành phố Lear. Để chuyện đó sau thì chúng ta có quân địch đang đến từ trên núi xuống. Vậy thì cho chúng ăn vài quả đạn pháo đi. Have a gift for stealing my kills. Tuổi già đã lòng ông yếu rồi sao? Cô chỉ có biệt tài là ăn trộm của tôi thôi. Not another door. Mừng cái không phải là một cái cửa ha. Villages near the old ruins of Kalamor. They said the Minotaur had been taking them as slaves. It seems such nonsense. Kalamor is so far from here.
and there'd be no sign of raids or Minotaur. Until one of their arrows pierced my throat. It's all true. I didn't listen. Ông này là một cung thủ của thành phố Lia. Thì ngày nào ông nghe có tin là tụi đầu trâu này là tấn công làng của ổng. Nhưng mà ổng không tin, cái vùng Camor quá xa chỗ ổng đi. Vì thế ổng cứ xông ra ngoài. Nhưng mà lúc đó thì có một cái tên bắn xuyên của cổ ổng. Lúc đó thì ổng hối hận cũng kịp rồi. Các bạn phải giúp tôi, chúng đang đến. Đây là một cái bẫy. Number one. Something's coming!